thử thách check-in cùng Phở Story nhận ngay AirPods Pro, quá đã mọi người ơi. Ngay khi thấy cái thử thách này là mình phải tham gia liền, bởi vì nó quá ư là hấp dẫn, vừa được chụp ảnh xinh, vừa giới thiệu được địa điểm nổi tiếng quê hương mình mà lại còn có quà xịn, thì tội gì mà không tham gia nè. Thẻ lệ thì vô cùng là đơn giản luôn, mọi người chỉ cần chụp hình sản phẩm Phở Story này tại địa điểm đặc trưng ở nơi mình sống hoặc là bất cứ địa danh nổi tiếng nào Việt Nam. Ví dụ như mình sinh sống ở Hải Phòng thì có ga Hải Phòng này, nhà hát lớn hoặc là bảo tàng Hải Phòng nữa. Sau đó thì mọi người sẽ đăng lên trang cá nhân kèm hashtag như trên màn hình và tag một người bạn nữa là Okela. Tiện đây thì mình cũng sẽ review luôn cho mọi người hộp phở 35k này thì có gì và hương vị ra sao. Trước tiên thì đây chính là Phở Story ăn liền, được sáng tạo và phát triển bởi Chin Su và công thức từ Phở Thìn Bà Hồ. Phở Thìn thì quá là nổi tiếng rồi, ai mà đã đến Hà Nội thì chắc ít nhất một lần cũng sẽ thử ghé qua đây ha. Cái phở ăn liền này thì mình thấy nó sẽ giữ được khá trọn vẹn hương vị so với vị phở gốc, nước dùng thanh thanh thơm mùi gừng. Sợi phở thì mềm nhưng vẫn có độ dai nhất định, đặc biệt là còn có cả bắp bò và gân bò nguyên miếng luôn. Tính ra thì 35 cành cho một hộp phở đầy đặn như này thì cũng ok la đúng không mọi người, quá là tiện lợi. Và bác nào mà ăn phở thì nhớ tham gia thử thách nha, đừng có quên đấy, chỉ một bức ảnh thôi là có cơ hội nhận ngay AirPods Pro mang về rồi.